Đây là câu chuyện của Tân Hiệp Pháp, con rùi 500 triệu và luật nhân quả. Chủ tịch của công ty Tân Hiệp Pháp Trần Quý Thanh và con gái đã bị bắt. Dân mạng lại cười trong sung sướng và gọi đó là quả báo. Nếu bạn không hiểu chuyện gì thì mình xin tóm tắt lại vì đã từng sống qua. Có ba nhân vật chính bạn cần biết: một, võ văn minh người cùng chị mình võ thị thảo bán quán ở huyện cái bè tỉnh tiền giang; hai, con ruồi trong một chai nước number one của tân hiệp phát; ba, trần quý thanh chủ tịch của tân hiệp phát. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2014, ông minh lấy chai nước number one để bán cho khách thì thấy trong đó có một con ruồi. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, ông minh gọi cho tân hiệp phát để xin công ty bồi thường thiệt hại. Ban đầu, ông ta đòi 1 tỷ đồng sau đó xuống 5 triệu đồng. Nếu không, ông Minh sẽ nhờ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng can thiệp. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2015, khi nhân viên của Tân Hiệp Phát đang ở quán nói chuyện với ông Minh để bàn giao như thỏa thuận, công an tỉnh Tiền Giang xuất hiện và bắt ông Minh. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 9 Năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 7 năm tù đối với ông Võ Văn Minh về tội chiếm đoạt tài sản. Vậy tại sao người dân lại phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay Tân Hiệp Pháp? Vì họ cho rằng ông Minh là người tiêu dùng và có quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Thay vì được đền bù hoặc giải quyết trong ông Hòa, ông ta lại bị phạt tù. Người ta nghi ngờ là Tân Hiệp Pháp đã gài bẫy ông Minh. Còn thật hư ra sao thì tòa án đã đưa ra quyết định và cần được tôn trọng. Điều làm người tiêu dùng tức giận là cách cư xử. Tân Hiệp Pháp là một công ty tư nhân nhưng hành động như một du côn trong phim Hồng Kông. Vụ việc dần trôi theo thời gian. Để rồi vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, ông Trần Quý Thanh và hai cô con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã bị bắt tạm giam. Tội là lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh về một đại gia thành đạt bấy lâu nay chỉ là huyền thoại. Nhưng hàng loạt cá nhân khác giàu lên từ bí ẩn như con ruồi trong chai nước cách đây 9 năm.